Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng? Phố xa đông vui đã níu chân em ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đông đưa, nắng hắt bên nhà. Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ. Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua. Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ. Vẫn nghe sao xuyên có hôm như lòng còn nguyện thiết tha. Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một thời. Bởi tôi từng gửi trong gió vẫn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời. Những khi hai xin trên đồi và dưới trăng em là thiên sứ, ngày ấy tôi thương em mất rồi. Để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ. Một bản nhạc trẻ rất là hay đến từ ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, với cái sự thể hiện và trình bày của một bộ âm thanh rất là đặc biệt đến từ Nhật và Đức. Về cái hệ thống âm thanh này thì cũng là một lần đầu tiên mà được Thanh Tâm Audio lên sóng ở trên kênh. Cái cặp loa mà các bác đã nhìn thấy đây là cặp loa Elac 301.2Z, một trong những dòng cao cấp nhất của dòng Z của hãng, với cái thiết kế hoàn toàn bằng kim loại hết các bác nhé. Chỉ duy nhất có phần chép và bass thì sẽ được làm bằng cấu trúc khác. Còn về thân vỏ của cái hệ thống này thì hoàn toàn bằng kim loại hết. Vì thế cho nên là cái chất lượng của cái dòng loa này nó được khẳng định cả từ về thiết kế cũng như chất âm. Khi các bác chơi những cái dòng loa Buxell và các bác sẽ bắt đầu từ những cặp loa của Nhật, sau đó các bác sẽ chơi qua rất nhiều những cái hệ loa từ trung cấp, cao cấp. Nhưng cái đích đến của đa số những người yêu thích chơi loa Buxell, loa nhỏ, đó là những cái dòng loa của châu Âu, và đặc biệt đó là những dòng loa đến từ Đức với thương hiệu đặc trưng đó là Elac. Elac thì có rất nhiều những cái phiên bản loa Buxell cao cấp, gần như là cao cấp hết, còn bảo tiệm cận cái mức trung cấp hoặc giá rẻ thì thương hiệu này không có quá nhiều model. Và cái cặp loa này thì cũng đã được Thanh Tâm Audio trải nghiệm và phối ghép với rất nhiều ampli. Ngày hôm nay thì em lựa chọn cái hệ thống Lastman SQ-N100 và nguồn phát N100D để phối ghép thành một cái hệ thống nó đồng điệu cả về thẩm mỹ cũng như là chất âm. Thực tế thì cặp Elac này thì các bác có thể phối ghép được rất nhiều ampli, cả những cái dòng ampli công nghệ tích hợp giải mã. Nhưng mà khi đi với ampli bóng đèn với một cái chất âm thuần analog thì nó sẽ có một cái chất âm, đó là nó rất là chi tiết và mộc mạc các bác nhé. Và cái hệ thống Lastman SQ-N100 này thì đây cũng là lần đầu tiên mà Thanh Tâm Audio mua hàng được ở từ bên Nhật, và có cả kèm chiếc CDDN100. Trước đây trên kênh thì các bác sẽ nhìn thấy em sẽ giới thiệu với các bác đó là những cái phiên bản SQ-N150. Nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản 100 với cái thiết kế nhỏ gọn hơn, không có đèn vu, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một chiếc CD. Hàng về thì tuyệt đẹp rồi, có cả điều khiển của ampli cũng như điều khiển của CD. Với cái cặp loa Elac này thì là một trong những dòng loa cao cấp mà em cũng đã giới thiệu ở trong rất nhiều những cái video trước, cũng đã có những clip mở hộp. Và hiện tại cặp Elac 310.2Z này bên Thanh Tâm thì đang là hàng thùng xốp, có cả chân đế zin các bác nhé. Chân loa zin của Elac 301.2Z thì nó cũng nặng đâu đó khoảng mười mấy kg luôn các bác nhé, rất là nặng luôn. Và cái cặp loa này thì như em đã chia sẻ với các bác là hàng mới xuất sắc, full thùng xốp, đẹp cực đẹp luôn, không, gần như là không có một cái điểm trừ gì cả.
màng loa với cái chất liệu là dạng nhôm và chép ribbon, chép mảnh các bác nhé. Các bác sẽ có một cái kích thước của loa nhỏ nhưng mà tất cả khung cạnh của nó đều làm bằng kim loại, nặng đâu đó khoảng gần 10kg một vế loa đấy. Rồi, nói về cái hệ thống đồ đánh ngày hôm nay đi, chúng ta sẽ đi về chiếc CD trước. Đây là chiếc CD DN100 được thiết kế dành riêng cho cái ampli này các bác nhá, dành riêng cho cái ampli này. Vì thế các bác nhìn phát thấy ngay đó là cái sự đồng điệu của nó trong cái thiết kế. Đây chúng ta sẽ có cái tăng giảm âm lượng. Ok. Ở đây tan bật tắt máy này, màn hình hiển thị của cái CD màu LED đỏ. CD thì rất là đơn giản thôi, có ra đĩa này rồi play, tiến và lùi bài, có điều khiển từ xa. Còn về chiếc ampli thì chúng ta sẽ có một chiếc ampli với hệ thống bao gồm 7 bóng đèn. Chúng ta sẽ có 4 bóng L84 và 3 bóng ECC. À, 4 bóng L84 và 2 bóng ECC82 cũng như là 1 bóng ECC83 được bảo vệ trong một cái lồng sắt này, rất là đặc trưng màu sơn của Luxman. Ở phía trên này chúng ta sẽ có 3 cục biến thế nguồn, bao gồm biến thế cấp nguồn và biến thế xuất âm, dành riêng cho cái hệ thống ampli đèn này. Vì là cái ampli đèn cho nên là cái nhiệt năng khi nó hoạt động tản ra cũng tương đối nóng đấy các bác nhé. Nhưng mà bản chất của ampli đèn là thế, nóng với hay, còn nguội không hay. Phía sau của SQN100 chúng ta sẽ có thông tin, đó là Made in Japan. Và cái cầu loa cũng được thiết kế dạng rách bắp chuối, trở kháng từ 4-16 ohm. Nguồn vào thì có rất nhiều, chúng ta sẽ có cả đường vào của phono để các bác có thể kết nối với điện than hoặc băng cối, có line 1 và line 2 cũng như ngõ vào CD. Về phần xuất âm của CD thì chúng ta sẽ có ngõ xuất sang tín hiệu sang analog này, có cả ngõ out digital nữa. Tất cả các sản phẩm này đều được Made in Japan hết các bác nhé. À em xin lỗi, CD là sản xuất từ Trung Quốc. Đó. Nói chung tuyệt đẹp luôn. Bộ này thì thực tế là có một cái điểm trừ duy nhất trên hệ thống này, đó là nó đắt các bạn, nó đắt. Tại vì là toàn là những cái sản phẩm cao cấp. Vì thế cho nên là khi mà cộng tổng mức giá nó tương đối đắt. Bộ sản phẩm này với mức giá là 75 triệu các bạn nhá. 75 triệu. Và em cũng có bán lẻ cho các bác yêu thích bất kỳ một cái thiết bị nào trong cái hệ thống khung hình đây. Quá hay luôn, bộ này thì nghe nó rất là ấm áp, có một cái gì đó đặc trưng của đèn khi mà chơi qua một cái cặp loa với cái cấu hình rất là khủng của Elac. Thực tế là cặp loa này khi các bác mua, các bác chơi những cái âm ly phổ thông, âm ly thường ấy, thì gần như là không thể ra hết chất của nó được đâu. Nó không phải là một cặp loa để các bác có thể phối ghép cắm bất kỳ một âm ly nào mà có thể chơi được hay. Mà yêu cầu người chơi phải có cái kinh nghiệm về cái setup cũng như là phối ghép rất là cầu kỳ. Nhưng mà khi đánh với ampli đèn thì không cần phải suy nghĩ gì cả. Suy nghĩ ở đây chúng ta có thể suy nghĩ về cái mức giá, hoặc là chúng ta suy nghĩ về cái nguồn phát digital. Tại vì bản chất bộ này thì nó sẽ chỉ có cái nguồn vào analog để các bác chơi từ CD thôi. Còn các bác muốn thêm cái nguồn phát digital như là DAC thì các bác phải chơi thêm một cái thiết bị khác. Và cái DAC mà em sẽ đề cử cho cái hệ thống này thì các bác có thể chơi với TX các bác nhé, dòng TX UD hoặc là NT phiên bản đời 5 series. Thank you.
Thì các bác có thể chơi rất nhiều những cái dòng nhạc, đặc biệt những dòng nhạc chi tiết như là hòa tấu, vocal acoustic hoặc là bolero, cực hay luôn các bác nhá. Bác nào quan tâm tới hệ thống này có thể liên hệ số Hoàng Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.